Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Excel Trần Cảnh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách sử dụng 21 hàm Excel và cách kết hợp giữa các cái hàm Excel với nhau. Cái video này vô cùng quan trọng, các bạn hãy tải cái file ở dưới video này về và các bạn sẽ xem và các bạn thực hành theo mình nhé. Ở cái video này chúng ta sẽ học các cái hàm như sau. Thứ nhất là hàm sum, sum if s, v lớp cấp và h lớp cấp. Hàm index kết hợp với hàm max, hàm cao ta, cao blank, hàm cao if s, hàm min, hàm max, hàm average, hàm left, hàm right, hàm mid, hàm value, hàm if và hàm if kết hợp với hàm and và hàm or, hàm if kết hợp với hàm left và hàm right và hàm if kết hợp với hàm v lớp cấp, hàm value, left và right. Vô cùng quan trọng. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm sum. Thì cái hàm sum ấy, công dụng của nó dùng để tính tổng các bạn nhé. Ví dụ bây giờ mình có một cái cột số lượng như này, bây giờ mình cần tính cộng tổng các cái con số này lại thì chúng ta sẽ dùng hàm sum. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nhập dấu bằng và chúng ta viết hàm sum như sau. Chúng ta viết hàm sum và chúng ta mở nháy kép ra và sau đó chúng ta quét chọn từ trên xuống dưới, sau đó chúng ta không cần đóng ngoặc cũng được, các bạn cứ thế nhấn enter thì nó sẽ cộng tổng cho chúng ta, rất là đơn giản. Đấy là đầu tiên là hàm sum. Rồi tiếp theo là hàm sum if. Hàm sum if thì công dụng của nó dùng để tính tổng theo một điều kiện. Đấy, khi mà chúng ta cần tính tổng mà theo một cái điều kiện nào đó thì lúc này chúng ta sẽ phải nghĩ đến cái hàm sum if. Thì cái hàm sum if thì chúng ta sẽ có một cái tình huống như sau. Bây giờ mình có một cái bảng như thế này. Đấy, với cột số lượng và thông tin model như này. Bây giờ mình muốn tổng hợp theo từng model, số lượng theo từng model từ cái bảng phía bên này sang, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm sum if như sau. Chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta gõ hàm sum if như thế này và các bạn nhấn shift và số 9 để mở ngoặc nó ra. Đối số đầu tiên của hàm sum if chính là cái vùng mà chúng ta sẽ cái vùng chứa điều kiện. Điều kiện của chúng ta lúc này nó là model thì chúng ta sẽ quét cái cột model ở bên bảng phía bên này. Sau đó chúng ta hãy cố định nó lại bằng cách nhấn phím F4 trên bàn phím. Sau đó chúng ta nhập dấu phẩy. Tiếp theo là đến điều kiện thì chúng ta chọn vào cái ô điều kiện ở bên này. Và sau đó chúng ta sẽ nhấn dấu phẩy. Tiếp theo nữa là cái vùng tính tổng. Vùng tính tổng của chúng ta là cái cột số lượng thì chúng ta sẽ quét cái cột số lượng ở bên này và chúng ta cố định nó bằng cách nhấn phím F4, sau đó chúng ta đóng ngoặc lại và enter. Đó, sau đó chúng ta kéo cái công thức xuống cho những cái model tiếp theo thì chúng ta đã có con số tổng rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem chúng ta có tính đúng hay không thì chúng ta hãy cộng tổng lại cái kết quả của chúng ta bằng cách chọn vào auto sum. Tổng của chúng ta là 455. Bây giờ chúng ta so sánh với cái kết quả ở bên này, cái tổng ở bên này, chúng ta làm tương tự, chúng ta quét và chúng ta chọn auto sum thì kết quả tổng của chúng ta và tổng của cái bảng dữ liệu nó khớp nhau, có nghĩa là chúng ta đã tính đúng. Đó là cách sử dụng hàm sum if. Hàm sum if trong thực tế dùng rất là nhiều các bạn nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm sum if s. Hàm sum if s dùng để tổng hợp theo tình huống mà khi có hai điều kiện trở lên, còn sum if thì chỉ tổng hợp khi mà có một điều kiện thôi, cho nên là khi mà có hai điều kiện trở lên là chúng ta phải nghĩ ngay đến cách sử dụng hàm sum if s. Nghĩ ngay đến hàm sum if s. Ở trong tình huống này chúng ta cần tổng hợp số lượng theo từng model, nhưng mà với điều kiện nó số lượng phải lớn hơn 50 thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái hàm sum if s ra. Chúng ta nhập dấu bằng, sau đó là viết là sum if s và các bạn mở ngoặc ra. Sau đó để cho dễ, để cho hiện cửa sổ hàm lên, các bạn bấm vào chữ fx trên thanh công thức này. Đó. Đầu tiên, đối số đầu tiên của hàm sum if s là vùng cần tính tổng thì mình sẽ quét chọn cái cột số lượng trước. Vùng tính tổng của chúng ta chính là cột số lượng. Chúng ta sẽ quét chọn cột số lượng. Đó, và chúng ta cố định nó bằng cách nhấn phím F4. Rồi tiếp theo chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới. Đối số tiếp theo của hàm sum if s là quét cái vùng chứa điều kiện. Thì cái chúng ta xác định điều kiện của chúng ta là model, cho nên là cái vùng mà chứa cái model đó chính là cái vùng chứa gọi là chứa điều kiện.
cho nên là chúng ta sẽ quét chọn cái cột model ở phía bên này, sau đó chúng ta cố định nó, chúng ta nhấn phím F4, sau đó chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới. Đây là chúng ta sẽ để cái điều kiện vào trong cái đối số này, thì chúng ta sẽ chọn vào cái ô này đó. Sau đó chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới và chúng ta quét cái vùng chứa điều kiện 2. Điều kiện 2 của chúng ta lúc này chúng ta cần tổng hợp số lượng lớn hơn 50, cho nên cái điều kiện 2 của chúng ta chính là cái cột số lượng đó. Chúng ta quét nó và chúng ta cố định F4 nó. Rồi tiếp theo chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới và chúng ta sẽ ghi cái điều kiện vào đây. Điều kiện của chúng ta là số lượng lớn hơn 50, thì chúng ta sẽ mở nháy kép ra và chúng ta viết dấu lớn hơn 50. Đấy, và chúng ta đóng nháy kép lại đó. Sau đó chúng ta enter và kết quả nó ra số 0 là bởi vì sao? Bởi vì cái model này không có số lượng lớn hơn 50 cho nên kết quả ra số 0. Bây giờ chúng ta kéo công thức xuống cho các cái cột phía, cho các cái dòng tiếp theo, thì các bạn thấy nó đã ra cái số là 200 rồi và số 80, thì hai cái mã model ở phía dưới này nó có số lượng lớn hơn 50 cho nên nó đã cộng lại cho chúng ta rồi. Đó là cách sử dụng hàm SummyBest. Giờ tiếp theo chúng ta sang hàm tiếp theo là chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm VLOOKUP. Hàm VLOOKUP dùng để dò tìm lấy dữ liệu theo hàng. Đấy, dò tìm lấy dữ liệu theo hàng. Bây giờ mình có một cái bảng ở bên này, bây giờ mình muốn lấy cái thông tin từ cái bảng phía bên này sang. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm VLOOKUP. Và chúng ta quan sát này, cái mã này nó làm theo hàng, các bạn thấy chưa? Cái mã model này làm theo hàng và bên này cũng làm theo hàng luôn. Đấy. Quan trọng là cái bảng này, cái mã bên này nó nằm theo hàng. Chúng ta quan tâm là cái mã này các bạn nhé, nó nằm theo hàng. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái hàm VLOOKUP để chúng ta lấy như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập dấu bằng và các bạn sẽ viết cái hàm VLOOKUP như thế này, các bạn nháy đúp chuột vào nó. Đấy, hoặc các bạn viết, sau đó các bạn mở ngoặc ra cũng được. Rồi sau đó các bạn có thể là đưa con trỏ lên cái hàm FX ở trên thanh công thức, các bạn chọn vào nó. Rồi tiếp theo là hàm VLOOKUP, đối số đầu tiên là giá trị dò tìm, thì chúng ta sẽ chọn vào cái giá trị dò tìm của chúng ta chính là model, thì chúng ta sẽ chọn vào cái ô này. Sau đó chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới và chúng ta quét cái vùng mà cái chúng ta cần lấy dữ liệu ở cái vùng đó, thì cái trong tình huống này bảng dữ liệu của chúng ta chính là cái bảng phía bên này, và chúng ta quét chọn nó. Và các bạn nhớ là các bạn phải cố định nó, thì bằng cách là nhấn phím F4 trên bàn phím. Thì khi các bạn cố định thành công, nó sẽ có chữ Dona ở trước cột và hàng, các bạn chú ý là như vậy. Sau đó các bạn sẽ chuyển con trỏ xuống đối số thứ ba của hàm VLOOKUP, chính là cái số thứ tự của cái cột mà mình cần lấy dữ liệu. Ở trong tình huống này mình lấy cột, lấy cần lấy đơn giá, mà cái cột đơn giá ở bên bảng dữ liệu thì nó nằm ở cột số 3, cho nên là chúng ta sẽ gõ số 3 ở đây đó. Tiếp theo chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới là chúng ta sẽ điền số 0 ở đây. Số 0 là chúng ta dò chính xác, còn nếu mà trường hợp chúng ta muốn dò tương đối thì chúng ta sẽ thay số 0 bằng số 1, nhưng mà trong tình huống thì thường là chúng ta dùng số 0 rất là nhiều, cho nên là nếu mà trường hợp các bạn mà dùng số 0 mà nó kết quả nó không ra thì chúng ta sẽ thay bằng số 1. Đấy. Và sau đó chúng ta enter trên bàn phím và chúng ta kéo công thức xuống thì chúng ta đã được cái kết quả rồi. Đó, các bạn chú ý sau khi chúng ta làm xong và là chúng ta phải kiểm tra xem có đúng hay không. Đấy, các bạn chú ý là như thế. Đấy, mã M003 đơn giá là 20 thì chúng ta phải kiểm tra cái mã đó và cái kết quả nó hiện có đúng hay không. Đó. Rồi M005 kết quả là 30, chúng ta kiểm tra xem có đúng hay không. Chính xác rồi, đúng không ạ? Đấy, nếu mà nó không đúng thì các bạn phải kiểm tra lại nhé. Các bạn xem lại công thức của mình. Rồi, tiếp theo chúng ta sang học cách sử dụng hàm HLOOKUP. Hàm chúng ta đã học cái hàm VLOOKUP, thì cái hàm VLOOKUP ấy nó sẽ dò tìm theo hàng. VLOOKUP dò tìm theo hàng, nhưng mà khi mà cái bảng dữ liệu của chúng ta nó nằm ngang như thế này, đấy có nghĩa là chúng ta sẽ muốn lấy cái đơn giá ở phía dưới này là chúng ta sẽ phải là dò theo cột. Và khi mà chúng ta cần phải dò theo cột thì chúng ta sẽ phải dùng cái hàm HLOOKUP. Đấy, tương tự như vậy, bây giờ mình sẽ lấy cái hàm HLOOKUP ra. Chúng ta nháy đúp chuột và chúng ta bấm vào chữ FX trên thanh công thức này, nó sẽ mở rộng cái cửa sổ hàm ra cho chúng ta. Và
Đối số đầu tiên của hàm H lớp cấp cũng như V lớp cấp chính là giá trị dò tìm, thì chúng ta sẽ chọn vào cái ô này là cái giá trị dò tìm. Tiếp theo chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới là cái đối số thứ hai. Đối số thứ hai của hàm V lớp cấp chính là bảng dữ liệu mà chúng ta cần lấy, thì chúng ta sẽ quét chọn cái bảng dữ liệu phía trên này. Sau đó chúng ta cũng phải cố định nó bằng cách nhấn phím F4 trên bàn phím. Sau đó chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới. Chúng ta cần khai báo biết cái dòng mà chúng ta cần lấy nó là dòng số mấy. Ở trong tình huống này chính là dòng số 2, tính từ trên xuống của cái bảng dữ liệu ấy các bạn. Đấy. Rồi tiếp theo đối số thứ tư của hàm V lớp cấp mình vẫn gõ là số 0. Rồi chúng ta sẽ dò chính xác và Enter. Sau đó chúng ta kéo công thức xuống. Đó, đấy là cái cách sử dụng hàm H lớp cấp. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm Index và hàm Max. Thì cái hàm index và hàm mat ấy nó kết hợp với nhau, nó giải quyết cái trong cái tình huống là chúng ta muốn lấy cái giá trị mà giao giữa cột và hàng. Đó. Lấy giá trị giao giữa cột và hàng. Bây giờ mình cần phải lấy đơn giá cho cái bảng phía bên này. Đấy, nó dựa vào hai yếu tố. Đấy, thứ nhất là model và thứ hai là màu sắc. Đấy, mà model ở bảng dữ liệu của chúng ta nó được sắp xếp như thế này và màu sắc được sắp xếp như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái hàm index kết hợp với hàm mat. Thì đầu tiên á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm mat trước. Ví dụ mình bôi màu cái mã model là cái ô này. Đấy, mình bôi màu cái ô này và bây giờ mình quét từ trên này xuống. Thì khi mình quét cái vùng này ấy, thì cái mã M002 này nó là ở dòng số 3 đúng không các bạn? Đấy, đếm từ trên xuống 1, 2, 3. Thì cái hàm mat ấy là nó sẽ tìm ra cho chúng ta một con số, và con số này thể hiện cái vị trí của cái mã mà nó dò tìm đó. Đấy, ví dụ bây giờ mình sẽ copy cái mã này ra một cái chỗ khác. Đó, mình để ở đây. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái hàm mat cho các bạn xem. Đó, hàm mat nó sẽ dò tìm. Đấy, đầu tiên là cái giá trị dò tìm của hàm mat này. Tiếp theo chúng ta sẽ quét cái vùng mà chúng ta muốn tìm nó, ở trong cái vùng đó nó nằm ở vị trí số mấy đấy, thì chúng ta sẽ quét trong cái vùng này. Đó, ví dụ như vậy. Đó, thì ở dưới này chúng ta vẫn chọn là số 0, dò chính xác thì kết quả nó sẽ ra là số 3. Các bạn quan sát trên màn hình nó ra số 3, rồi chúng ta chọn OK. Vậy số 3 này có ý nghĩa là gì? Có ý nghĩa là cái mã M002 này ở trong cái vùng này là nó nằm ở vị trí số 3. Ý nghĩa của nó là như vậy các bạn nhé. Đó, thì chúng ta ứng dụng trong cái tình huống là chúng ta sẽ dùng cái hàm mat và hàm index kết hợp với nhau để chúng ta lấy cái đơn giá trong tình huống này như sau. Bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nhập dấu bằng và chúng ta lấy cái hàm index ra. Đấy, chúng ta nháy đúp chuột vào nó này, xong chúng ta sẽ chọn vào fx để nó hiện cái hàm index ra cho chúng ta. Rồi đầu tiên ấy, cái hàm index là chúng ta phải quét cái vùng dữ liệu mà chúng ta cần lấy, thì chúng ta sẽ quét cái bảng ở phía bên này và chúng ta cũng phải cố định nó bằng cách nhấn phím F4. Tiếp theo là chúng ta sẽ khai báo cho hàm index biết là chúng ta muốn lấy ở dòng số mấy. Nếu giả sử trong tình huống này mình giả sử mình lấy cái dòng số 2 đi, thì mình khai báo số 2 nhé. Và mình muốn là lấy cái màu đỏ, mã M001 này màu đỏ thì nó là cột số 3 đúng không ạ? Thì mình sẽ để số 3 ở đây, sau đó mình OK. Thì các bạn thấy là nó ra số 20. 20 có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái số 20 này nó nằm giao giữa cái dòng này và cái cột này. Có nghĩa là giao giữa dòng số 2 và cột số 3 đúng không ạ? Đó, thì tuy nhiên ấy là trong thực tế chúng ta không thể dùng cái con số mà nó cố định như vậy được. Đấy, thì chúng ta sẽ phải là thay cái chỉ số dòng, chỉ số dòng và chỉ số cột này bằng một cái hàm mat để khi mà những cái model thay đổi, màu sắc thay đổi thì nó cũng kết quả nó cũng thay đổi theo cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ lấy hàm mat như sau. Đầu tiên ấy, là các bạn sẽ có thể là chọn vào cái mũi tên đen phía góc bên trái phía trên này. Đấy, hoặc các bạn có thể viết trực tiếp hàm mat ở bên trong cũng được. Nhưng mình có thể chọn vào More Function để mình lấy cái hàm mat ra. Mình chọn vào hàm bất kỳ, mình nhập chữ M. Đấy, lập tức nó sẽ hiện hàm mat và mình chọn OK. Đó, mình đã lấy được cái cửa sổ hàm mat ra rồi. Đầu tiên mình sẽ chọn vào cái mã model này. Sau đó
mình chuyển con trỏ xuống phía dưới và mình dò cái mã model đó ở bên cái bảng phía bên này và mình cố định nó bằng cách nhấn phím F4. Và chúng ta cũng sẽ dò chính xác là chúng ta sẽ chọn số 0. Sau đó chúng ta đến cái bước này, các bạn đừng có OK, các bạn để cái con trỏ chuột vào cái hàm index trên thanh công thức ấy. Đó, nó hiện một cái hộp thoại như này thì các bạn chọn OK. Đó, thì cái hàm index nó sẽ mở ra và lúc này chúng ta sẽ chuyển con trỏ vào bên trong của cái hàm index ở cái đối số thứ 3 đấy. Tiếp tục, chúng ta sẽ lấy hàm mát tiếp theo. Chúng ta lấy hàm mát để chúng ta sẽ lấy cái chỉ số cột thì chúng ta sẽ chọn vào cái màu sắc này và chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới và chúng ta dò cái màu sắc đó ở bên cái bảng phía bên này thì chúng ta sẽ quét chọn cái hàng đầu tiên, tức là cái dòng tiêu đề của cái bảng phía, ở bên trái này, và chúng ta cũng cố định nó. Sau đó chúng ta chỗ này chúng ta cũng sẽ chọn số 0 và Enter, và chúng ta kéo công thức xuống. Đấy là chúng ta học cái cách kết hợp giữa hàm mát và hàm index. Đó, rồi tiếp theo chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm cao. Hàm cao là cái hàm để dùng để đếm. Nó dùng để đếm đầu, tình huống đầu tiên là đếm có bao nhiêu ô chứa số thì chúng ta sẽ nhập dấu bằng và chúng ta sẽ lấy hàm cao như sau. Đó, cái ô này nó đang là chữ màu trắng nhưng mà chúng ta không nhìn thấy, mình cho chuyển qua chữ màu đen. Rồi, hàm cao. Đó, chúng ta mở ngoặc ra. Rất đơn giản là các bạn chỉ việc là ví dụ chúng ta muốn đếm xem là cái cột này có bao nhiêu số thì chúng ta chỉ việc quét nó và chúng ta chọn Enter thì nó lập tức nó ra số 9. Số 9 này có nghĩa là có 9 cái ô mà chứa số. Đấy, chúng ta quét từ đây xuống này, các bạn có thể quan sát. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là gì? Cách thứ hai nó sẽ đếm xem là có bao nhiêu dòng dữ liệu. Đó. Đấy, nếu mà chúng ta dùng hàm thì nó sẽ có ý nghĩa là đếm bao nhiêu ô chứa số. Nhưng mà cách thứ hai là chúng ta có thể đếm xem là có bao nhiêu dòng dữ liệu thì chúng ta có thể quét. Ví dụ chúng ta quét từ đây xuống đây thì các bạn quan sát xuống phía dưới này, nó sẽ hiện cái chữ cao và số 9, có nghĩa là có 9 dòng. Đấy, có 9 dòng và các bạn chọn dòng nào cũng thế, quét từ trên xuống dưới. Đó, thì nó cũng sẽ hiện có 9 dòng cho chúng ta. Đấy, dòng nào các bạn quét cột nào cũng vậy, nó có 9 dòng. Đó, đấy là cái trường hợp số 2. Đấy, là nó có thể đếm xem bao nhiêu dòng dữ liệu ở trong cái vùng mà chúng ta quét chọn đó. Rồi, sang ví dụ tiếp theo là chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm cao ta. Hàm cao ta sẽ giải quyết trong cái tình huống là chúng để ta muốn đếm xem là bao nhiêu ô chứa giá trị này, chứa giá trị tức là bao nhiêu ô khác rỗng này, bao nhiêu khác rỗng này, không phân biệt là ký tự số hay là chuỗi. Đó, thì chúng ta sẽ lấy cái hàm cao ta như sau. Cao ta, chúng ta mở ngoặc ra và chúng ta sẽ quét, giả sử chúng ta quét trong cái phần này, trong cái vùng này, và chúng ta enter, nó ra số 5, có nghĩa là gì? Trong cái vùng mà chúng ta quét đó có 5 cái ô mà có giá trị. Rồi tiếp theo là chúng ta sang học cái hàm cao blank. Hàm cao blank nó sẽ đếm xem là bao nhiêu ô mà bị rỗng. Đấy, bao nhiêu ô rỗng thì chúng ta sẽ dùng cái hàm cao blank. Cao blank. Đấy, chúng ta nhấy đúp chuột vào hàm. Sau đó chúng ta sẽ quét chọn trong cái vùng này và chúng ta muốn kiểm tra xem bao nhiêu ô rỗng, chúng ta enter thì nó ra số 4, có nghĩa là trong cái vùng này có 4 ô rỗng, đúng không ạ? Đó là cách sử dụng hàm cao blank. Tiếp tục chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm cao if. Đấy, hàm cao if là hàm vô cùng quan trọng. Công dụng của nó là dùng để đếm khi mà có một điều kiện. Đấy, giả sử bây giờ mình có một cái bảng dữ liệu như này. Đấy, có cái công x, công d. Bây giờ mình muốn đếm là có bao nhiêu công x và bao nhiêu công d. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng hàm cao if như sau. Chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta gõ hàm cao if ra. Các bạn nháy đúp chuột vào tên hàm. Để hiện cửa sổ hàm lên, mình sẽ chọn vào fx trên thanh công thức, nó sẽ hiện cái cửa sổ hàm lên cho chúng ta. Đầu tiên là chúng ta sẽ quét cái vùng mà chúng ta cần đếm. Đấy, chúng ta quét trong cái vùng này. Đó, và chúng ta cần khai báo cho hàm cao if biết là chúng ta muốn đếm chữ ký tự gì. Đấy, thì mình muốn đếm chữ x thì mình sẽ mở nháy kép ra, mình gõ chữ x phía bên trong này. Hàm sẽ không phân biệt chữ hoa chữ thường, cho nên là các bạn có thể là viết chữ hoa hoặc chữ thường đều được. Sau đó chúng ta enter thì nó sẽ ra kết quả là số 5, thì chúng ta xem có đúng không. 1
2, 3, 4 và 5, đúng không ạ? Có 5 chữ X. Tương tự như vậy, chúng ta muốn đếm có bao nhiêu chữ D thì chúng ta có thể là dùng hàm cao X. Đấy, nháy đuôi chuột như vậy và chúng ta chọn vào FX mở lên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ quét cái vùng chứa điều kiện, chính là cái vùng này, vùng cái cột này. Và chúng ta tiếp theo là chúng ta muốn đếm chữ D thì chúng ta sẽ mở nháy kép ra, chúng ta gõ chữ D ở phía bên trong này, đóng nháy kép lại và Enter. Nó ra số 4, có nghĩa là 5 chữ X và 4 chữ D. Đó, đây là trường hợp mình làm từng ô một. Nếu mình làm một công thức cho hai cái ô đó thì chúng ta làm như thế nào? Đấy, chúng ta nhập như sau. Chúng ta lấy cao ít ra, chúng ta nháy đúc chuột nó và chọn vào FX để nó mở cái cửa sổ hàm ra. Chúng ta cũng quét cái vùng này. Đấy, khi mà chúng ta muốn lập công thức cho một lần, đấy, để một lần nó tính cho tất cả luôn, thì chúng ta sẽ cố định cái vùng này lại bằng cách nhấn F4 này. Tiếp theo cái điều kiện ấy, thì chúng ta sẽ chọn vào cái ô này. Đó, chọn vào ô này, sau chúng ta chọn OK. Rồi chúng ta kéo công thức xuống. Đó, như vậy đấy, thì nó sẽ tính hết cho chúng ta rất là nhanh chóng và rất là hay, đúng không ạ? Rồi, bạn nào mà chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ học cái hàm cao XF. Bây giờ nhá, ví dụ bây giờ vẫn tình huống giống như vừa rồi, nhưng mà chúng ta thêm một cái điều kiện khác nữa là ví dụ như là mình đếm bao nhiêu là chữ X và chữ D, ví dụ là bao nhiêu công X và công D đấy. Công X là công ngày, D là công đêm chẳng hạn, thế chúng ta hiểu là như vậy. Thì chúng ta muốn đếm là bao nhiêu công X mà làm đủ 8 giờ hoặc là bao nhiêu công D làm đủ 8 giờ. Thì lúc này nó có hai điều kiện rồi. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ dùng cái hàm cao XS chứ chúng ta không dùng hàm cao X nữa. Chúng ta lấy hàm cao XS ra. Đấy. Chúng ta chọn vào FX để nó mở cái cửa sổ giao diện hàm cao XS. Đầu tiên chúng ta sẽ quét cái vùng chứa điều kiện 1. Điều kiện 1 của chúng ta lúc này mình coi nó là công X và công D đấy. Thì chúng ta sẽ quét chọn cái cột bên này và chúng ta cố định nó. Tiếp theo là điều kiện 1 là cái chữ X, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chọn vào cái ô này, đúng không ạ? Rồi tiếp theo đến cái vùng chứa điều kiện 2 là công nó phải đủ 8 giờ chúng ta mới tính. Thì chúng ta sẽ quét cái chọn cái cột ở phía bên này và chúng ta cũng cố định nó. Và chỗ này thì chúng ta để là số 8, tức là nó phải là số 8 thì chúng ta mới tính. Thì chúng ta sau đó chúng ta chọn OK và chúng ta sẽ kéo công thức xuống. Đó, thì là có 3 công X mà làm đủ 8 giờ. Chúng ta xem nhé, 1 này. Đấy. 1 và 2 và 3, đúng không ạ? 3 công X và 2 công D là làm đủ 8 giờ là 1 2, đúng không? Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sang cái tình huống là chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm min, max, hàm average. Đấy, tính giá trị nhỏ nhất, lớn nhất và trung bình. Đó, bây giờ mình có một cái cột dữ liệu số như này. Bây giờ mình muốn tìm số nhỏ nhất thì chúng ta sẽ đơn giản, chúng ta sẽ gõ cái hàm min. Đấy, chỗ này nó đang là chữ màu trắng cho nên là mình sẽ phải chuyển qua chữ màu đen nhé. Rồi mình nhập dấu bằng hàm min này, các bạn mở ngoặc ra, mở ngoặc ra. Đó, và các bạn sẽ quét trong cái vùng số này và sau đó nhấn Enter trên bàn phím. Nó ra số 10, có nghĩa là trong cái vùng đó số 10 là số nhỏ nhất. Nếu chúng ta muốn tìm số lớn nhất thì chúng ta sẽ dùng hàm max, đúng không ạ? Chúng ta mở ngoặc ra cũng như vậy và chúng ta quét chọn cái vùng mà chúng ta muốn tìm cái số lớn nhất, Enter, thì nó sẽ ra số 120. Rồi tiếp theo, nếu chúng ta muốn tính trung bình thì chúng ta sẽ dùng cái hàm là average. Đó, để nhớ hàm này, nếu bạn nào không biết tiếng Anh thì các bạn có thể nhớ bằng cách tiếng Việt là ngày xưa mình hay nhớ bằng cách là đọc tiếng Việt là average. Đó, average. Đấy. Average. Đó, chúng ta phải thuộc cái tên hàm average. Chúng ta phải thuộc được tên hàm. Rồi, sau đó chúng ta cũng quét chọn cái vùng đó và chúng ta enter. Đó, nó sẽ ra một cái số trung bình cho chúng ta. Rồi tiếp theo chúng ta sang học cách sử dụng hàm xử lý chuỗi. Hàm xử lý chuỗi có nhiều lắm, nhưng mà chúng ta học cách sử dụng hàm left, right, mid. Bây giờ chúng ta có một cái hàm ví dụ như thế này, có một cái chuỗi ví dụ như thế này. Đấy, bây giờ mình muốn lấy ví dụ, mình lấy muốn lấy 3 ký tự ABC thì chúng ta nhìn vào cái chuỗi ký tự, chúng ta quan sát là ba cái tự ABC nó đang nằm ở phía bên trái, nó nằm ở phía đầu, có nghĩa là nằm bên trái. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm left để chúng ta tách ba cái ký tự đó ra.
Đầu tiên chúng ta nhập dấu bằng và sau đó chúng ta sẽ viết hàm nép như sau và chúng ta mở ngoặc nó ra. Sau đó chúng ta có thể đưa con chuột lên cái chữ fx trên thành công thức, nó sẽ hiện cái cửa sổ hàm cho chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái chuỗi mà chúng ta cần tách đó, và chúng ta cần khai báo cho cái hàm nó biết là chúng ta muốn lấy bao nhiêu ký tự. Mình muốn lấy 3 ký tự ABC thì mình sẽ gõ số 3 ở chỗ này, enter. Đó, thì nó sẽ tách 3 ký tự ở bên trái cho chúng ta. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta muốn tách cái ký tự chữ M, N trong cái chuỗi đó thì chúng ta sẽ dùng cái hàm write như sau. Đó, chúng ta viết hàm write và mở ngoặc ra. Chúng ta sẽ chọn vào chữ FX để nó hiện cái hàm write lên. Và tương tự như thế, chúng ta sẽ chọn vào cái chuỗi mà chúng ta cần tách. Sau đó, chúng ta cần khai báo cho hàm biết là chúng ta muốn lấy bao nhiêu ký tự. Đó, thì chúng ta muốn lấy chữ M, N thì chúng ta sẽ lấy 2 ký tự, thì chúng ta sẽ gõ số 2 ở đây. Sau đó chúng ta enter. Đúng không ạ? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta muốn lấy cái số 1, 2, 3, 4, 5 ở trong cái chuỗi đó thì chúng ta sẽ dùng cái hàm mid. Đấy, khi mà chúng ta muốn lấy ký tự bên trong của chuỗi thì chúng ta sẽ sử dụng hàm mid như sau. Chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta sẽ gõ hàm mid như sau. Chúng ta mở ngoặc và chúng ta bấm vào chữ FX này, nó sẽ hiện cái cửa sổ hàm cho chúng ta và chúng ta chọn vào cái ô chuỗi ký tự mà chúng ta muốn tách. Bởi vì chúng ta lấy ký tự bên trong cho nên là chúng ta cần phải khai báo cho hàm biết là chúng ta muốn lấy từ ký tự số mấy. Đó, thì chúng ta muốn lấy ký tự 1, 2, 3, 4, 5 ở trong cái chuỗi này thì chúng ta sẽ khai báo cho nó biết là chúng ta cần lấy từ ký tự số 4. Bởi vì số 1 nó nằm ở vị trí số 4, đúng không ạ? Tính từ trái sang phải các bạn nhé. Và chúng ta sẽ lấy 5 ký tự thì chúng ta sẽ gõ số 5 ở đây, sau đó chúng ta enter thì nó sẽ tách ra cho chúng ta là số 1, 2, 3, 4, 5 ở trong cái chuỗi đó. Và các bạn lưu ý, khi mà chúng ta tách số từ chuỗi ra thì nó vẫn là chuỗi, nó không phải là số đâu. Các bạn chú ý là như vậy nhé. Mình bỏ cái căn giữa đây, các bạn sẽ thấy là nó nằm bên trái này. Đấy, nó nằm bên trái này. Vậy thì để mà chuyển sang giá trị số thì chúng ta sẽ có một cái hàm gọi là hàm value. Hàm value dùng để chuyển giá trị chuỗi sang giá trị số. Đấy. Chuỗi ở dạng số thì chuyển sang số. Còn nếu mà nó là chuỗi, là chữ thì không thể chuyển sang số được. Các bạn chú ý nhé. Chúng ta sẽ nhập dấu bằng. Đấy, hàm value này. Nó mở nhé, kép giá. Chúng ta chỉ việc chọn vào cái ô mà số ở dạng chuỗi đó thôi và chúng ta nhấn enter trên bàn phím. Đấy, lập tức nó sẽ chuyển về số cho chúng ta. Lúc này số nó sẽ nằm bên phải. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai, nếu chúng ta muốn chuyển về giá trị số mà không dùng hàm value thì chúng ta có đơn giản là chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta chọn vào ô đó và chúng ta hãy nhân nó với 1, enter. Đó thì nó sẽ chuyển về giá trị số cho chúng ta. Tiếp theo, cách thứ hai là chúng ta lại lấy cái chuỗi đó thì chúng ta sẽ nhân với 1 hoặc là chúng ta chia cho 1 này. Đó, enter. Đó là cách tiếp theo. Hoặc là chúng ta có thể là cộng với 0, chúng ta nhập dấu bằng chọn vào đó và chúng ta cộng với 0, enter, nó cũng sang, nó chuyển thành số cho chúng ta. Hoặc là chúng ta trừ đi 0 bằng lấy cái ô đó và chúng ta trừ đi 0, enter thì nó cũng sẽ chuyển sang giá trị số cho chúng ta. Rất là hay đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ học sang cái hàm if. Đó, hàm if. Hàm if thì dùng để, hàm if là hàm logic, hay nói cách khác nó là hàm điều kiện. Kết quả của một cái ô này nó sẽ phụ thuộc vào một cái ô khác. Đó, hoặc là khi mà có cái sự lựa chọn này, cái này hoặc cái kia thì chúng ta sẽ sử dụng hàm if. Đó, chúng ta có hai cái ví dụ như sau. Ví dụ thứ nhất là chúng ta có một cái cột điểm trung bình như này và chúng ta cần phải xác định kết quả. Đấy, theo yêu cầu là nếu điểm trung bình mà lớn hơn hoặc bằng 5 ấy, thì sẽ là đậu, nhỏ hơn 5 thì sẽ là rớt. Thì chúng ta sẽ sử dụng hàm if như sau. Đầu tiên chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta gõ hàm if ra. Chúng ta mở ngoặc ra, chúng ta chọn vào cái chữ fx để hàm if nó hiện lên. Hàm if nó sẽ có 3 đối số. Đối số thứ nhất là cái điều kiện, hoặc là nói cách khác là mệnh đề. Đấy, mệnh đề so sánh. Thì bây giờ chúng ta chọn vào cái điểm trung bình này. Đấy, chúng ta lập y như điều kiện của đề bài đưa ra là nếu mà cái điểm trung bình mà lớn hơn hoặc bằng 5. Đó, chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới thì chúng ta sẽ ghi kết quả là đậu. Đó, là đậu. Là đậu, và chúng ta đóng nháy kép lại. Chuỗi trong công thức các bạn để trong dấu nháy kép, để cặp trong cặp dấu nháy kép. Rồi chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới. Lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ là đậu và nhỏ 5 thì sẽ là rớt, thì chúng ta sẽ ghi kết quả rớt ở đối số thứ 3 của hàm if. Đó, enter. Đó, như vậy các bạn nhé. Đấy, chúng ta kéo công thức xuống. Đấy, mình sẽ nói rõ hơn ở cái hàm if này như sau.
Hàm if ấy, đầu tiên, đối số đầu tiên là điều kiện dạng so sánh. Và nếu mà trường hợp kết quả so sánh nó cho kết quả là true ấy, thì hàm if nó sẽ trả về đối số thứ hai của nó. Và nếu mà cái kết quả của mệnh đề so sánh đấy mà nó cho kết quả là false, tức là sai đấy, thì hàm if nó sẽ trả về đối số thứ ba của nó. Đấy, về lý thuyết là như vậy. Rồi, sang ví dụ thứ hai là chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm if lồng. Vẫn tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta cần tính cái cột xếp loại như thế này. Nếu mà xếp loại, nếu trường hợp điểm trung bình nhỏ hơn 5 thì xếp loại yếu, mà nhỏ hơn 7 thì xếp loại trung bình, mà nhỏ hơn 8 xếp loại khá, và lớn hơn hoặc bằng 8 thì xếp loại giỏi. Thì chúng ta sẽ lấy hàm if như sau. Chúng ta nhập dấu bằng, sau đó chúng ta gõ hàm if ra, chúng ta mở ngoặc ra, và chúng ta chọn vào fx trên thanh công thức để nó hiện ra cái cửa sổ hàm if cho chúng ta. Đầu tiên, theo yêu cầu của đề bài là điểm trung bình mà nhỏ hơn 5, đúng không ạ? Nhỏ hơn 5, điểm trung bình nhỏ hơn 5 này. Đấy, nhỏ 5, chúng ta chuyển xuống phía dưới là xếp loại sẽ là yếu, đúng không ạ? Yếu. Rồi, chuyển con trỏ xuống phía dưới. Tiếp theo chúng ta lại lấy hàm if nữa ra. Đấy, chúng ta chọn vào mũi tên này. Đấy, sau đó chúng ta chọn hàm if tiếp. Nếu mà điểm trung bình nhỏ hơn 7, nhỏ hơn 7 thì sẽ là trung bình. Nhỏ hơn 7 là trung bình. Tiếp theo chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới, chúng ta lại tiếp tục lấy hàm if ra. Nếu mà cái điểm trung bình này nhỏ hơn 8, nhỏ hơn 8 thì sẽ là khá, sẽ là khá. Và trường hợp mà lớn hơn hoặc bằng 8 sẽ là giỏi, thì chúng ta sẽ ghi kết quả giỏi ở đây luôn. Enter. Và chúng ta kéo công thức xuống. Đó. Rồi. Đấy là cách sử dụng hàm if kết hợp đấy lồng với nhau. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sang hàm tiếp theo là hàm if kết hợp với hàm and và hàm or. Hàm if kết hợp với hàm and và hàm or như sau. Ví dụ chúng ta có một cái tình huống như thế này, chúng ta có một cái cột min và có một cột max như thế này, và thực tế như thế này. Bây giờ chúng ta muốn tính cái kết quả, xác định kết quả là ví dụ trường hợp đầu tiên ấy, là chúng ta muốn biết là nếu kết quả thực tế mà nó nhỏ hơn min ấy, hoặc lớn hơn max thì sẽ là ng, và ngược lại là sẽ ok. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng hàm if kết hợp với hàm or như sau. Chúng ta sẽ nhập dấu bằng. Đó. Chúng ta lấy hàm if ra. Đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ lấy hàm or. Đấy, chúng ta vào more function này, chọn hàm bất kỳ, nhập chữ or này. Rồi, chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới. Và chúng ta tìm đến hàm or và chúng ta chọn ok. Đó. Nếu mà gì nhỉ? Kết quả thực tế này nhỏ hơn min, đúng không ạ? Nhỏ hơn min. Nhỏ hơn min là nhỏ hơn cái ô này. Đấy. Và kết quả thực tế này này, lớn hơn max, đúng không ạ? Lớn hơn max. Đấy. Sau đó chúng ta để con trỏ vào hàm if. Đó. Thì chúng ta ghi kết quả là ng. Đấy, ng. Chúng ta viết ng ở đây. Rồi. Còn lại thì sẽ là ok, đúng không ạ? Đấy. Enter. Đó, chúng ta kéo công thức xuống. Đó. Chỉ có một thông số là ok à. Còn lại ng, đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy này. Còn lại là ng này. Đúng không? Đó. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ sang học cách sử dụng hàm if kết hợp với hàm nep và hàm right. Ví dụ như tình huống là bây giờ chúng ta muốn tính cái cột đánh giá này. Cột đánh giá này dựa vào yêu cầu này, nếu đánh giá là nếu ký tự đầu là A thì là đánh giá là tốt, nếu ký tự đầu là B thì đánh giá là trung bình, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm if kết hợp với cái hàm nep như sau. Chúng ta sẽ lấy cái hàm if ra trước. Đó, sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái fx để chúng ta lấy cái cửa sổ hàm if ra. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy hàm nep ra. Đấy, chúng ta chọn vào cái mũi tên ở góc trên bên trái này, và các bạn sẽ chọn vào cái hàm nep. Đó, nếu ở phía ngoài nó không có thì các bạn vào more function để các bạn lấy nhé. Chúng ta chọn vào cái mã nhân viên này và chúng ta sẽ lấy một ký tự. Đấy, lấy một cái tự và chúng ta sẽ để con trỏ vào hàm if. Và chúng ta sẽ để dấu bằng là nếu mà trường hợp mà cái mã nhân viên ký tự đầu bằng A, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ để là
chữ A ở đây, A thường, A hoa đều được nhé, thì sẽ đánh giá là tốt đúng không ạ? Chúng ta sẽ mở nháy kép ra và viết chữ tốt. Đó. Rồi bên trong là tiếp tục là còn lại sẽ là trung bình đúng không ạ? Trung bình. Đó, nếu ký tự đầu là A thì đánh giá là tốt. Đấy, là B thì là trung bình. Bởi vì ở đây nó chỉ có hai ký tự A và B thôi, thì A là chúng ta sẽ chọn là tốt, còn B còn lại là B thì là B sẽ là trung bình, và chúng ta chọn OK. Đó, và chúng ta kéo công thức xuống. Rồi tiếp theo chúng ta tính tiền thưởng. Tiền thưởng nếu mà ký tự cuối là 1 thì thưởng 10 triệu, và nếu là 2 thì thưởng 5 triệu. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ dùng kết hợp hàm nép hàm if kết hợp với hàm write như sau. Lấy hàm if này, sau đó chúng ta lại lấy hàm write ra này, và chúng ta chọn vào mã nhân viên, chúng ta cộng lấy một ký tự, và chúng ta để con trỏ chuột vào cái hàm if trên thanh công thức, và hàm if nó hiện, cửa sổ hàm if nó hiện ra, và chúng ta để con trỏ vào bên trong, và chúng ta nhập dấu bằng, và chúng ta để số 1 như thế này. Chúng ta phải để số 1 trong cặp nháy kép, bởi vì sao? Khi chúng ta hàm write lấy một ký tự bên phải ra từ chuỗi thì nó vẫn là số 1 này, nó vẫn là chuỗi số 1 chứ không phải là số, cho nên là chúng ta để trong cặp nháy kép như này để cho hàm if nó không có báo lỗi các bạn nhé. Nếu trường hợp ký tự cuối là số 1 thì sẽ thưởng là 10 triệu đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ gõ 10 triệu ở đây. 10 triệu. Đó. Đấy. Chỉ có hai trường hợp là số 1 và số 2 thôi, cho nên là số 2 mình sẽ thưởng 5 triệu thì mình sẽ gõ 5 triệu ở đây. Enter. Đó. Sau đó mình kéo công thức xuống và mình sẽ định dạng phân cách hàng nghìn cho nó cho dễ đọc. Đó. Đấy các bạn thấy chưa? Số 1 đúng không ạ? Đấy, ký tự cuối là số 1 sẽ thưởng 10 triệu và ký tự cuối là số 2 sẽ thưởng 5 triệu. Đấy là cách sử dụng hàm if kết hợp với hàm nép và hàm write. Tiếp theo là chúng ta sẽ học cách hàm if kết hợp với hàm VLOOKUP, hàm nép, hàm write và hàm value. Thì chúng ta sẽ lấy đầu tiên trong cái tình huống này, chúng ta muốn lấy tên hàng từ cái bảng đơn giá lên. Mình quan sát là cái bảng ở phía dưới này, bảng đơn giá, và chúng ta cần phải lấy thông tin cho những cái cột còn trống này. Đầu tiên là chúng ta sẽ xác định là hai cái bảng này khác nhau, là chúng ta phải nghĩ đến cái hàm VLOOKUP rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy cái hàm VLOOKUP như sau. Đó, chúng ta nháy đúp chuột vào nó và chúng ta chọn vào chữ SX để chúng ta mở cái cửa sổ hàm VLOOKUP ra. Tiếp theo, đối số đầu tiên của hàm VLOOKUP chính là giá trị dò tìm đúng không ạ? Mà chúng ta quan sát cái bảng ở đơn giá phía dưới này, nó chỉ có 3 ký tự thôi, mà ở cái bảng ở phía trên cái model nó là những 4 ký tự, thì chúng ta sẽ phải là dùng cái hàm nép để chúng ta sẽ lấy 3 ký tự. Đấy, 3 ký tự ở phía bên trái ở cái model ở phía bảng phía trên này, và chúng ta chọn số 3 ở đây. Sau đó chúng ta để con trỏ vào hàm VLOOKUP và chúng ta sẽ chuyển con trỏ vào bên trong của hàm VLOOKUP, cái đối số thứ hai của nó, và chúng ta sẽ quét chọn cái bảng ở phía dưới này và chúng ta cố định nó bằng cách nhấn phím F4, và chúng ta lấy cột tên hàng thì nó là cột số 2, chúng ta gõ số 2 ở đây, sau đó chúng ta chọn số 0, Enter. Đó, thì lập tức là chúng ta đã lấy được cái cột tên hàng lên rồi. Tiếp theo là gì? Chúng ta lấy đơn giá, và đơn giá thì nó lại phụ thuộc vào là đơn giá 1, đơn giá 2. Đơn giá 1 hay đơn giá 2 nó phụ thuộc vào ký tự cuối của model. Đó, cho nên là chúng ta sẽ lúc này chúng ta sẽ phải kết hợp giữa hàm VLOOKUP và hàm if. Đấy, và hàm xử lý chuỗi để chúng ta lấy cái đơn giá từ dưới lên. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái hàm VLOOKUP ra trước. Đó, chúng ta lấy hàm VLOOKUP này. Rồi tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ vẫn là giá trị dò tìm đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lấy cái hàm left đúng không ạ? Lấy hàm left và chúng ta chọn vào đây, và chúng ta cũng sẽ lấy 3 ký tự. 3 ký tự đúng không ạ? Chúng ta để con trỏ vào hàm VLOOKUP và sau chuyển vào bên trong, và chúng ta cũng sẽ quét chọn cái bảng mà chúng ta cần lấy thông tin đúng không ạ? Chúng ta cố định nó. Đấy. Rồi tiếp theo bây giờ là số thứ tự cột cần lấy. Bây giờ mình muốn lấy đơn giá 1 hay đơn giá 2, mà đơn giá 1 hay đơn giá 2 nó phụ thuộc vào ký tự cuối của model đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ lấy một cái hàm if ở đây. Chúng ta lấy hàm if này và chúng ta sẽ lấy ký tự cuối, thì chúng ta sẽ lấy hàm write này. Chúng ta chọn vào cái model này và chúng ta lấy một ký tự. Đó. Sau đó chúng ta để cái con trỏ chuột vào cái hàm if này. Đấy. Sau khi mà chúng ta chúng ta lấy được cái hàm write rồi, chúng ta mở cái hàm if ra và chúng ta viết dấu bằng và chúng ta mở nháy kép ra. Nếu mà nó là ký tự cuối nó là số 1 này, chúng ta để số 1 trong cặp nháy kép nhé, thì chúng ta sẽ muốn cái hàm if nó trả về số 3. Đó. Đấy, còn ngược lại thì sẽ là số 4. Có nghĩa là gì? Nếu mà cái ký tự cuối của model phía trên này ấy, nó là số 1 ấy, thì mình muốn cái hàm if nó trả về số 3, sau đó số 3 nó sẽ nắp vào cái hàm VLOOKUP này để nó lấy cái cột số 3,
ở bảng đơn giá này. Đấy, còn nếu nó không phải là số 1 thì có nghĩa là nó sẽ là số 2, và nếu là số 2 thì cái mình muốn cái hàm if nó sẽ trả về là số 4. Đấy, số 4 thì sau đó số 4 sẽ nắp vào đây và để cho cái hàm VLOOKUP cấp nó lấy ở cột số 4, ý nghĩa là như vậy. Đến đây rồi chúng ta để con trỏ vào hàm VLOOKUP cấp và chúng ta đối số cuối cùng là chúng ta sẽ chọn số 0 ở đây, enter, và chúng ta kéo công thức xuống. Đó thì chúng ta đã lấy được cái đơn giá rồi. Rồi tương tự như vậy, tính cột tính lấy cái cột thuế này thì rất đơn giản rồi đúng không ạ? Nó giống như cái cột tên hàng. Cái này thì để cho các bạn lấy nhá. Chia sẻ cho các bạn là cách sử dụng 21 cái hàm Excel đấy, rất là quan trọng, và các cái tình huống để ứng dụng nó và cách sử dụng nó. Đấy, hy vọng các bạn thích video này và nhớ đăng ký kênh và để ủng hộ mình, để mình có động lực để làm những cái video tiếp theo. Các bạn có thể là tải cái video này về và sau đó xem và thực hiện theo. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.